Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc xin chào bà con ngư dân khắp cả nước. Bên em chuyên cung cấp máy bộ đàm, máy định vị, máy dò cá, máy y cơm, máy nhận dạng AIS, phao nhận dạng AIS và tất cả các linh phụ kiện của ngành điện tử hàng hải. Bà con có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0948909941 hoặc bà con kết nối Facebook Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc. Bên em sẽ ship cho bà con mọi miền Tổ quốc với phương châm giá tốt nhất và cạnh tranh nhất có thể. Cảm ơn bà con ngư dân đã ủng hộ em trong thời gian qua. Cảm ơn. Điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc xin chào tất cả bà con nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bà con mình cách nhập và xóa điểm cho dùng máy nhận dạng Sino XF607B. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu với bà con mình ba cách để nhập điểm cơ bản trên dòng máy nhận dạng Sino này. Cách đầu tiên chính là cách nhập điểm bằng con trỏ trên thải đồ. Đây. Tức là đây là cái dấu cộng trên thải đồ nè. Mình sẽ di chuyển dấu cộng. Đây là kinh độ với độ. Khi chúng ta kéo con trỏ tới cái kinh độ với độ mà chúng ta muốn nhập điểm đó, chúng ta bấm Enter. Bấm Enter vào điểm, Enter. Đó. Điểm nhớ là được là nhập thành công nè. Đó, đây là cách đầu tiên nhập điểm trên nhanh trên màn hình thải đồ. Cách nhập điểm thứ hai là nhập điểm trong danh sách nhập, bấm menu nè, chúng ta vào danh sách nhập nè, bấm enter, điểm nhớ bấm enter, chúng ta sẽ kéo xuống một ô trống nè, bấm enter vô đây. Thì ở đây chúng ta sẽ, nó sẽ để là kinh độ với độ, tọa độ kinh độ với độ nè. Mình sẽ kéo qua, mình sửa dài xuống. Đó. Kéo qua, kéo dài qua, sửa ký hiệu màu điểm nè, qua đây sửa hộp tên điểm. Sau khi mà sửa xong rồi đó, mình sẽ bấm enter. Ở điểm nhớ được lưu rồi nè. Và cách thứ ba, cách thứ ba là cách nhập điểm người khác cho. Đây mình sẽ vào trang menu lại, đó, danh sách nhập cũng tương tự. Điểm nhớ enter. Ở đây mình sẽ kéo xuống cái khoảng trống nè, bấm enter vô. Ở đây là chúng ta sẽ kinh độ độ nè. Mình sẽ nhập cái kinh độ độ mà người khác cho vào nè. Đó. Xong rồi ở đây mình sẽ chọn cái ký hiệu điểm mà chúng ta muốn sử dụng nè. Qua đây là màu. Đó. Tiếp theo là cái mã, cái mã số tức là số cái thứ tự điểm là 1, 2, 3, 4 đó. Đó. Tiếp theo là tên điểm A, B, C, tùy theo mỗi người chọn thôi. Khi xong, khi mà đã sửa đổi xong rồi chúng ta bấm enter. Đó. Điểm nhớ được luôn. Và trong trường hợp mà chúng ta muốn xem cái điểm nó nằm vị trí nào, kinh độ với độ ra sao đó, mình sẽ bấm vào menu. Mình kéo xuống để xem điểm nhớ nè, enter. Đó, thì nó sẽ di chuyển đến cái điểm mà chúng ta vừa mới nhập. Đây. Đó chính là ba bước cơ bản chúng ta nhập điểm trên dòng máy nhận dạng Sino này. Tiếp theo em sẽ hướng dẫn cho bà con mình 5 cách để xóa điểm dòng máy nhận dạng này nha. Rồi cách đầu tiên là chúng ta sẽ xóa điểm trên màn hình thải đồ bằng con trỏ. Chúng ta sẽ di chuyển đến con trỏ nè, tới điểm mà chúng ta muốn xóa. Sau khi đến vị trí điểm thì điểm sẽ có hai màu nhấp nháy là xanh đỏ nè. Chúng ta sẽ bấm enter. Kéo xuống xóa điểm nhớ, enter. Kéo qua có, enter. Đó, như vậy là xóa thành công điểm trên màn hình thải đồ. Bây giờ cách thứ hai là xóa điểm trong danh sách điểm. Danh sách nhập, enter. Điểm nhớ enter. Đó. Ở trong đây sẽ có danh sách. Thì ở đây là nó sẽ cho chúng ta 4 sự lựa chọn trong danh sách điểm. Là sự lựa chọn đầu tiên là xóa từng điểm, cách thứ hai là xóa theo biểu tượng, cách thứ ba là xóa theo màu, và cuối cùng là xóa tất cả. Thì đây em đã là sửa một cái số biểu tượng khác và màu khác nè, để cho bà con mình dễ hình dung hơn nè. Đầu tiên sẽ xóa từng điểm, bấm vào trang menu, kéo xuống xóa điểm nhớ, enter. Thì đây xóa từng điểm là sẽ xóa cái điểm mà chúng ta vừa mới chọn trên khung màu xanh này di chuyển nè. Cách thứ hai xóa theo biểu tượng. Đây, xóa theo biểu tượng enter. Ví dụ như chúng ta muốn xóa mà cái điểm mà có hình biểu tượng này, chúng ta bấm enter vô đây. Có enter. Thì tất cả điểm mà có lưu trên hình biểu tượng đó tất cả sẽ bị xóa hết. Cách thứ ba là xóa theo màu. Bấm menu. Kéo xuống xóa theo màu enter. Sẽ lựa chọn hai màu đỏ hoặc xanh. À, em sẽ lựa chọn màu xanh nè, enter. Kéo qua có, enter. Đó. Rồi. Đó là cách thứ ba. Và cách thứ tư. Chúng ta sẽ xóa tất cả. Tức là xóa tất cả những điểm nhớ đã được lưu trên dòng máy nhận dạng này. Enter. Có, enter. Thì đó là 4 cách để xóa điểm trên mà danh sách điểm.
và là một cách để xóa ngoài menu trên thay đồ đó. Thì tổng lại chúng ta có 5 cách để xóa điểm trên dung máy nhân dạng này. Thì đó là tất cả những cái thông tin về cách nhập và xóa điểm trên dung máy nhân dạng Sino XF607B. Thì có bà con anh em nào mà có mà thắc mắc về những cái chức năng khác trên dung máy nhân dạng Sino này, hoặc là những cái chức năng trên dung máy nhân dạng khác, thì mọi người có thể comment xuống dòng bình luận đó, ghi ra chi tiết về cái mà thông tin về những chức năng mà mình muốn biết đó. Em sẽ làm cái video hướng dẫn cho bà con mình sử dụng. Khi bà con là xem video mà chưa đăng ký đó, thì bà con hãy nhấn nút đăng ký và ấn nút chuông bên cạnh để được thông báo mỗi khi em ra những video mới nhất nha. Và video của em tới đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo ạ.